Thưa quý vị, chiến tranh đã đi qua, nhưng di chứng của chất độc da cam vẫn đang là nỗi ám ảnh của hàng triệu gia đình Việt Nam. Thế nhưng, vượt qua nỗi đau đớn về thể chất lẫn tinh thần, nhiều nạn nhân da cam đã vươn lên khẳng định giá trị bản thân bằng ý chí và nghị lực phi thường. Chỉ với chiều cao 0,9m, nặng chưa đầy 20kg, anh Nguyễn Ngọc Phương tại Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh ở thành phố Đà Nẵng là một tấm gương như thế. Đến với Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh ở thành phố Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những buổi sinh hoạt rộn ràng như thế này. Và người điều khiển chương trình mang đến không khí vui tươi cho các em nhỏ tại đây, không ai khác, chính là anh Nguyễn Ngọc Phương. Từ khi biết mình mang trong mình nỗi đau da cam, anh Phương luôn tự nhắc nhở bản thân không được đầu hàng số phận. Năm 2008, anh Phương được nhận và làm việc tại Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh của thành phố. Với những kiến thức về điện cơ đã từng học tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Phương kiên trì truyền đạt lại cho các em nhỏ tại trung tâm. Những lúc không hướng dẫn nghề, anh EA cùng các em học chữ, đánh vần hay cùng các em giao lưu văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, động viên tinh thần của các em vươn lên trong cuộc sống. Phương mà so với những người bình thường là nặng thì Phương thấy là quá bất hạnh, vì mình cũng không được may mắn bình thường như bao người khác. Nhưng mà so với lại các em đang nuôi dưỡng tại trung tâm đây thì mình còn quá may mắn hơn các em. Mình còn có trí tuệ, mình còn biết được, mình còn nhận thức được và mình còn có được đón nhận những cái tình yêu thương của cộng đồng, của xã hội quan tâm giúp đỡ đến mình. Đó là cảm nhận cái tình cảm mà thiêng liêng nhất. Chính vì những cái đó mà mình có được cái nghị lực và mình vượt qua những cái giai đoạn khó khăn. Bởi vì trong cuộc sống thì con người thì có bao nhiêu cái hoài mơ ước và hoài bão để đạt được cái cuộc sống mà cho được tốt đẹp. Nhưng mà đối với mình thì cái đó cũng không thể đạt được. Nhưng mà mình với lại các em, cái mình đạt được đây là các em với mình là giống như hai anh em, giống như một người bạn. Tôi chia sẻ với bạn, bạn chia sẻ với tôi. Sinh năm 1983, năm nay đã gần 40 tuổi, nhưng với vóc dáng nhỏ bé, anh Phương được các em nhỏ tại trung tâm gọi với tên gọi thân thương là thầy giáo Tí Hòn. Gặp không ít khó khăn về đi lại, nhưng anh Phương quyết không đầu hàng số phận. Được giúp đỡ, được san sẻ yêu thương với những trẻ em da cam cùng cảnh ngộ là niềm hạnh phúc, nguồn động lực để anh Phương cố gắng mỗi ngày. Giờ Phương đang phụ trách trục lớp làm hương, thì các em ở đây là đa số là bị thiện nhân trí tuệ. Là mỗi ngày các em đến là các em chỉ ngồi chung một góc thôi. Ai lại gần tiếp cận lại gần là đánh nhau. Chưa là ăn cơm là hắt cơm đổ. Nhưng mà hôm nay thì các em lại được làm hương rồi. Làm gói những ra sản phẩm những cây hương, rồi cái hương này cũng bán đi được. Đây là các em cảm thấy mình giúp cho các em làm được cái nghề, em làm phấn khởi đó. Cho nên là mình thấy đó là cái niềm vui và hạnh phúc nhất của mình. Không chỉ đứng lớp dạy học, anh Nguyễn Ngọc Phương còn kiêm nhiệm luôn cả khâu sửa chữa máy móc, các thiết bị điện cho trung tâm. Mỗi khi có các đoàn thể tổ chức trong và ngoài nước đến tìm hiểu hoạt động, đời sống của các trẻ em da cam tại thành phố Đà Nẵng, anh Phương cũng thường xuyên có mặt để chia sẻ thông tin, với mong muốn huy động thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho những con người kém may mắn, để nỗi đau da cam được xoa dịu phần nào. Vượt lên số phận, nỗi đau da cam đã không thể quật ngã được anh Nguyễn Ngọc Phương. Bên trong vóc dáng nhỏ bé này là cả một nghị lực với ý chí mạnh mẽ, kiên cường.